Xin chào mọi người. Mạng có bị lắc không ta? Ngày hôm nay là cái mạng nó bị hơi chập chờn. Chili. Hôm nay mình sẽ làm cái livestream. Lâu lắm rồi mới livestream với mọi người. Thì giờ này mọi người có vào đông không ta? Hello. Hôm nay livestream này sẽ dành cho những bạn gái sắp làm đẹp. Từ bây giờ cho đến Noel không còn xa nữa, cho nên là bây giờ mọi người hãy chuẩn bị cho mình những cái sản phẩm makeup. Hôm nay thì Uyên sẽ giới thiệu với mọi người một số những cái sản phẩm makeup mà Uyên sẽ bán, những cái sản phẩm như là son, phấn nước, cushion, foundation và cũng như là má hồng cushion. Thì đây là những cái sản phẩm đến từ Hàn Quốc, cho nên là hôm nay thì Uyên sẽ làm cái livestream này để Uyên swatch son cho mọi người xem, cũng như là tại vì từ hôm bữa tới giờ thì có nhiều chị em á hỏi Uyên là trang điểm như thế nào để đẹp tươi tắn để mình đi chơi, cho nên là Uyên sẽ làm cái livestream này để Uyên swatch son cho mọi người xem, là thử cho mọi người tổng cộng là 15 màu son, 5 cái son thỏi với lại 10 cái son kem. Đồng giá cả son thỏi và son kem thì đều là 380 ngàn hết. Son này là đến từ thương hiệu lụa, một thương hiệu của Hàn Quốc và được Phạm Hương đại diện nha. Hello mọi người nha, chào Nguyễn Tiến Dũng, chào Bùi Văn Thắng, chào Chế, Phạm Đình Hiếu, hello Linh. Rồi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu swatch son. Hello, My Tiểu Lê hả? Thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua một xíu là cái son này á. Đầu tiên là cái thương hiệu của nó tên là Lụa, đến từ cái công ty Hoàng Hưng Long. Thì công ty này quá là nổi tiếng với lại KB1 rồi thì mọi người cũng biết rồi. Thì cái son Lụa này á là bây giờ Uyên nhập về bao gồm là 10 màu son kem với lại 5 màu son thỏi. Nhưng mà hiện tại là cái màu son thỏi á, thì nó bị thiếu mất màu 02. Tại vì là cái màu 02 của son thỏi thì nó hot quá cháy hàng, cho nên là Uyên không có nhập về cái màu 02. Sắp tới thì mọi người thích màu 02 thì Uyên sẽ swatch cái màu đó, và mọi người có thể đặt hàng từ bây giờ. Mọi người có thể inbox vào cái mục inbox chính tại cái Facebook này luôn. Uyên không có bán qua bay khác hay là bán vào bất kỳ cái Facebook nào khác hết. Uyên chỉ bán ở Facebook của Uyên thôi, để bán những cái đồ makeup xinh xinh này để mọi người dễ dàng makeup và cũng như hướng dẫn cho mọi người makeup luôn. Xin chào mọi người nha. Bây giờ là bắt đầu swatch son nha. Hiện tại là cái môi của Uyên á đang là màu đỏ hồng. Bình thường Uyên son á thì Uyên sẽ không có son một màu mà Uyên sẽ mix. Chẳng hạn như là cái nền môi này á là Uyên son màu hồng baby, nhưng mà cái viền môi, cái lòng môi thì Uyên sẽ son màu đỏ. Cho nên là khi mà Uyên swatch á, Uyên sẽ vừa swatch cái màu mà Uyên sẽ vừa mix cho mọi người xem cái cách để mình trang điểm cho nó đẹp luôn. Còn nếu mà ai muốn đặt son á thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho Uyên nha, đừng có comment tại vì nó sẽ bị trôi hết, nhiều comment nó sẽ bị trôi. Bây giờ mình sẽ swatch son kem trước đi. 10 màu son kem lận cho nên là Uyên sẽ swatch từ từ cho mọi người xem.
Mọi người ơi, lưu ý là đồng giá 380.000 tất cả son nha. Son đều là 380.000 hết. Rồi. Siêu quát. Quát màu số 1 trước. Cherry Blossom. Cái màu này tên là Cherry Blossom. Thì bây giờ mình sẽ bôi cái môi đi. Mọi người mà đặt hàng á thì mọi người nhớ để lại số nha. Trên môi của Uyên hồi nãy là màu đỏ hồng. Thì bây giờ mình sẽ swatch cái màu này. Màu này là màu số 1. Màu Cherry Blossom. Cho em. Đây là cái thỏi, nhìn nó bên ngoài là cái mẫu mã nó như vậy nè mọi người. Và cái này là màu số 1 nha. Màu này là màu Cherry Blossom. Thì bây giờ Uyên sẽ swatch cho mọi người xem cái màu. Cái màu này nếu mà đối với Uyên á thì Uyên sẽ dùng là màu base. Tại vì như Uyên nói khi nãy với mọi người á, là Uyên khi mà Uyên đánh son thì Uyên sẽ không có đánh một màu, Uyên sẽ pha hai màu. Thường thì cái base là cái lớp đầu tiên mà Uyên đánh á, lúc nào nó cũng sẽ là một cái màu nó nhạt hơn cái màu trong lòng môi. Đây là cái màu Uyên vừa mới đánh, đây là màu số 1. Màu này nó giống như là một cái màu hồng phấn, hồng baby. Nó hơi nút, đây là một cái màu hồng, nó mang màu hơi gam nút một xíu. Thì bây giờ Uyên sẽ giữ nguyên cái màu này và Uyên sẽ mix tiếp một cái màu bên trong cho mọi người xem. Đây là cái màu 01 nha. Đây là thỏi số 01. Số 01. Và Uyên sẽ mix với cái màu bên trong là một cái màu nó tươi hơn. Uyên sẽ mix với lại màu 08 đi. Thì màu 08 này là màu Pretty Candy Red. Đây. Đây là cái màu số 08. Chắc là một cái màu đỏ đỏ hồng. Đây là cái màu 08. Uyên xin nhớ lại là đồng giá tất cả các son, tất cả các màu đều là 380 hết. Cái màu mà Uyên đang son hiện tại là màu 01, là một cái màu hồng hồng ni. Uyên sẽ đánh cái màu này bên trong. Màu số 08 Uyên mix với lại cái màu 01 hồi nãy. Đẹp hơn nhiều đúng không? Thì bình thường Uyên đánh son thì Uyên sẽ mix như vậy. Uyên sẽ mix cái màu base là một cái màu nó nhạt, hồng baby hoặc là hồng nude, hoặc là nói chung là bất kỳ một cái màu nude nào đó nó nhạt thôi để làm cái base cho mình. Thì khi mà người khác nhìn vào á, người ta sẽ thấy cái môi của mình nó rất là đầy.
đó là cái thủ thuật để mà mình làm cho cái môi của mình đầy hơn. Khi mà người khác nhìn vào thì người ta sẽ thấy là rõ ràng là cái môi của mình nó căng đầy và nó nhìn nó hồng, nhưng mà ở bên trong thì nó lại đậm hơn. Cho nên là đó là hai cái màu mà Uyên đã vừa mix cho mọi người, đó là cái màu số 01 là màu khi nãy Cherry Blossom, là cái màu này là màu hồng nude. Còn đây là cái màu mà Uyên mix bên trong môi, trong lòng môi, đó là màu 08, màu Rusty Candy Red. Nó sẽ ra được cái màu như thế này. Nếu mà các bạn nào mà muốn mua hàng á, mua sản phẩm này thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho Uyên nha. Đừng có comment, tại vì nếu mà mọi người comment thì Uyên sẽ bị một hồi nó sẽ bị trôi đi hết, không có lưu lại được trên này. Và mọi người khi mà đặt hàng thì mọi người có thể để lại cái mã số son để Uyên biết, hoặc là mọi người có thể chụp lại cái màn hình cái lúc mà Uyên son, để mọi người không nhớ số thì mọi người có thể chụp lại cái màn hình lúc đó. Cái hồi nãy mà Uyên mix ở đầu tiên cái lớp bay á, là 01, và cái màu số 08 là cái màu bên trong đây. Rồi bây giờ thì tiếp mình sẽ pha tới cái màu tiếp theo, đó là màu 02. Rồi, bây giờ là xong 102 nha. Đây là màu số 02. Màu 02 này là màu deep burgundy. Đây là màu số 02 nè mọi người. Nhìn cái màu này nó hơi lạ lạ. Bây giờ thì Uyên sẽ son cho swatch cho mọi người xem cái màu số 02 nha. Hay là một cái màu nó giống như là màu nâu gì đó. Màu đánh lòng môi đẹp hơn, là son cả cái môi, cả cái môi thì sẽ phù hợp với lại những cái bạn nào mà make up mà kiểu ấn tượng á. Còn khi mà mình đánh cái màu mà nó đậm như thế này thì mình sẽ đánh ở bên trong lòng môi thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Màu này là màu số 02. Ok, tiếp theo mình sẽ swatch màu tiếp theo nha. Màu tiếp theo là màu số 3. Màu số 3 là màu Spicy Red. Đây là màu số 3. Swatch
Số 3 là mọi người, Uyên sẽ squat ra cho mọi người xem nha. Cái màu này xinh quá trời xinh luôn á. Nếu mà các bạn gái nào mà theo phong cách baby cute mà không có sở hữu cái em này thì cực kỳ tiếc luôn. Bởi vì là tại sao Uyên lại chọn cái son này để Uyên bán cho mọi người, bởi vì là đúng như cái tên của nó, tên lụa, thì cái son này nó rất là mướt, nó rất là mịn. Khi mà mình thoa lên môi của mình á, mình sẽ thấy là cái chất son của nó cực kỳ mịn luôn. Mọi người thấy là nó không có bị cái những cái rãnh nhăn như là mình khi mình bôi những cái son kem, squat những cái son kem khác á, thì đa phần là Uyên đều thấy nó bị cái khô hoặc là bột ở môi. Nhưng mà cái này thì nó lướt trên môi của mình rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Và một cọ thôi là mọi người đủ để mọi người thoa được hết cái môi của mình. Và cái màu này này là cái màu cực kỳ đẹp, màu số 03, màu Spicy Red. Màu này tôi nghĩ là ai cũng nên sở hữu một cây. Tại vì là cái giá của nó rất là rẻ thôi, một cây chỉ có 380.000. Mà khi mà mọi người dùng cái cây này, mọi người vừa có thể đánh lòng môi được, vừa có thể thoa hết cả cái môi được. Bởi vì là cái màu đỏ này là cái màu nó không phải là đỏ đậm, nó cũng không phải là đỏ quá nhạt, nhưng mà nó là nó hơi pha hồng một tí. Đây là Uyên thoa hết cái môi. Khi mà thoa hết cái môi thì nhìn nó sẽ cái kiểu sexy hơn. Nó sẽ kiểu sexy hơn là khi mà mọi người thoa lòng môi. Thoa lòng môi thì lúc nào nhìn nó cũng cái kiểu baby. Nhưng mà khi mà mọi người thoa hết cái môi thì nhìn nó sẽ tây hơn, sexy hơn. Xuân Thảo Nguyễn, em inbox cho chị nha, chị sẽ chỉ cho em. Mọi người có những cái câu hỏi nào mà về da hoặc là về chăm sóc da body hay là chăm sóc da mặt hay là bất kỳ những cái câu hỏi về làm đẹp đó, thì mọi người inbox riêng cho Uyên, Uyên sẽ trả lời. Còn nếu mà muốn có những cái câu hỏi, những cái tư vấn riêng hoặc là muốn đặt hàng á, thì mọi người inbox riêng cho Uyên nha, Uyên sẽ check inbox. Bây giờ sẽ là màu 04. Màu số 04 nha mọi người. Màu số 04 này là màu Magic Scarlet. Màu này chắc là cái màu hồng dâu. Nó sẽ khác cái màu hồng số 1 một tí, chắc là nó sẽ đậm hơn một tí. Xuân Thảo Nguyễn ơi, không có sản phẩm trắng răng nha. Đây, đúng Nguyên nói luôn, cái màu này đúng là một cái màu hồng baby. Cái màu này rất là xinh luôn á.
nhìn như là búp bê vậy đó. Uyên xin nhắc lại là cái son lụa này của chúng ta là một cây là 380.000, đồng giá cả son kem và son thỏi đều là 380.000. Mọi người mà có mua hàng á, thì mọi người chụp cái màn hình khi mà Uyên son như thế này nè, để Uyên sẽ soạn hàng cho mọi người và giao hàng tận nơi. Màu này là màu số 04 nha mọi người, 04. Ok, tiếp theo mình sẽ swap tiếp sang màu mới. Bây giờ là màu số 05 nha. Lovely Curl. Màu này chắc là màu cam hồng á. Này là màu cam hồng nha mọi người. Màu này cũng cực kỳ xinh luôn. Màu này là màu cam, cam hơi thiên về màu nude một xíu, nhưng mà nó hơi pha hồng. Đây, em sẽ cầm cho mọi người xem. 05. Đó, cho mọi người xem gần nha, màu này xinh quá trời xinh luôn. Nếu mà mọi người thích cái tông mà kiểu nhẹ nhàng, cute thì mọi người nên mua cái màu đó, màu coral số 05. À đúng rồi em, màu này cực kỳ xinh luôn, xinh ơi là xinh luôn. Nè mọi người có thể thấy nha, là cái son này nó cực kỳ bám màu luôn. Uyên đã son xong đúng một lớp thôi, xong rồi Uyên bôi quá trời luôn, nhưng mà nó vẫn còn cái base, nó vẫn còn cái base trong môi của mình, nó không có mất hết màu. 380.000 một cây nha Gia Hân, đồng giá tất cả đều là 380.000.
đó, đã bôi rồi mà nó lúc nào nó cũng vẫn còn một cái màu hơi hơi nhẹ bên trong, nó không có mất hết màu, cái son này nó cực kỳ bám luôn. Bây giờ là số 6 màu sweet peanut số 6. Chào Trần Tiến nha. Màu số 6 này thì nó hơi nâu. Nếu mà mọi người muốn đánh đẹp á, thì Uyên nghĩ là một là mọi người mix cái bay này nè, màu nâu này mọi người sẽ mix ở bên dưới, xong rồi mọi người sẽ đánh ở trong lòng môi, có thể là màu cam hoặc là một cái màu gì đó nó đậm hơn. Đó là cái công thức mix của Uyên. Khi mà Uyên mix thì Uyên sẽ lúc nào ở dưới cái base cũng sẽ có một cái màu nó nhạt nhạt như thế này. Xong rồi ở trong lòng môi thì sẽ có cái màu nó đậm hơn, thì khi mà người khác nhìn vào nó sẽ ra cái hiệu ứng là ombre, nhìn nó sẽ rất là tươi, với lại nhìn cái môi của mình nó sẽ căng căng mọng mọng, nhìn rất là xinh. Thì cái màu này thì mọi người có thể đánh lòng môi cũng được, hoặc là mọi người nếu mà những cái bạn nào mà make up theo kiểu Tây á, thì mọi người có thể đánh full môi cái màu này. Hiện giờ là Uyên đang make up rất là nhẹ cái kiểu baby, cho nên là Uyên sẽ đánh lòng môi. Đó, khi mà Uyên đánh lòng môi thì nó sẽ giống như là một cái màu màu nude, nó sẽ làm cho cái hiệu ứng cái môi mình nó căng lên. Thì Uyên nghĩ là nếu mọi người kết hợp cái màu này với lại một cái màu ở lòng môi thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà mọi người đánh full cái môi như thế này thì nó sẽ ra cái kiểu tây, nhìn rất là tây. Đó. Son lụa này là của Hàn Quốc nha bạn Xuân Thảo. Rất là an toàn, dĩ nhiên là an toàn rồi, Uyên xài mà. Đây là hàng của công ty đàng hoàng, hàng của Hàn Quốc đàng hoàng chứ không phải là hàng rẻ tiền, hàng handmade. Cái chất son kem này thực chất nó không có thua gì những cái loại son kem mà Uyên đã từng sử dụng hết. Uyên thấy theo Uyên đánh giá là nó còn đẹp hơn một số những cái son kem mà Uyên đã từng sử dụng qua rồi. Mà cái giá thì rất là rẻ, giá chỉ có là 380 thôi. Trong khi những cái son kem, có một số những cái dòng son kem á, chẳng hạn như của Burberry hoặc là một số những cái son gần đây nè, ra mắt liên tục Chanel rất là nhiều, thì những cái loại son kem gần đây á nó rất là mắc, đắt tiền, có những loại là lên đến 700-800 ngàn một cây luôn. Uyên đã sử dụng qua rất là nhiều rồi, Chanel nè, Bucherit rồi, rất là nhiều những cái loại khác, nhưng mà thường thì thấy là đa số son kem nó hay bị cảm giác là bột bột, với lại khi mà mình son thì nó sẽ bị là dễ khô môi, với lại khi mà mình son xong mình ăn uống hay là mình bặm môi á, mình nói chuyện như thế này thì cái khe này nó rất là dễ bị nứt 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 ra, với lại là nó không có giữ màu được lâu, nó dễ bị trôi. Nhưng mà cái son kem này thì nó giữ được rất là lâu. Nãy giờ mọi người có thể thấy là Uyên đã bôi đi bôi lại bôi đi bôi lại, nhưng mà cái lớp base ở dưới lúc nào nó cũng hồng hồng hết. Tiếp theo là màu số 07. Màu này cũng là màu hồng luôn. Cái son lụa này họ rất là thích tông hồng.
tại sao toàn là con trai vào xem nhỉ? Con trai thì đừng có vào xem Squat Song làm cái gì, cứ vô comment lung tung. Ai mà vào comment lung tung là mình sẽ block nha. Lúc đó đừng có nói này nói nọ. Bây giờ là sẽ swatch màu số 07. Màu này tên là màu Raspberry Pink. Màu này cực kỳ xinh luôn, trời ơi xinh quá đi. Màu hồng này thì nó khác cái màu hồng hồi nãy một tí, đó là nó đậm hơn một chút. Cái màu hồng hồi nãy thì nó thiên về cái kiểu hơi hướng mà hơi hơi là hồng hơi pha cam. Còn cái màu hồng này là gần như là hồng thuần, hồng baby luôn. Uy xin nhắc lại là nếu mà mọi người muốn mua hàng á, thì mọi người có thể inbox trực tiếp vào trong cái Facebook của Uyên để mọi người đặt hàng, hoặc là mọi người có thể chụp lại cái màn hình cái lúc mà Uyên son cái này để mọi người đặt cái màu đó. Màu cực kỳ xinh luôn nha. Rồi tiếp theo, màu 07 này là một cái màu hồng baby rồi. Tiếp theo hình như là màu 08, 09, 010, không biết là màu gì nữa. Bây giờ thì swatch một màu trước đi, swatch một màu đơn sắc trước rồi chút nữa Uyên sẽ mix cho mọi người xem, để mọi người biết cái cách làm như thế nào để cho khi mà mình mix lại á, nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì có những bạn là chỉ son một màu đơn sắc không có biết cách mix á, thì nhìn nó sẽ rất là đơn điệu, nó sẽ không có đẹp. Màu số 9. Màu số 9 chắc là màu một cái màu nude. Một cái màu nâu đất thì phải. Đúng luôn. Nâu đất. Mọi người có thể thấy là cái chất son á, khi mà Uyên squat lên môi á, nó rất là mịn. Nó không có bị bột bột nè, không có bị vón vón cục lại. Một cọ nhúng thôi là đi được hết cái môi luôn, rất là tiết kiệm. Đây là một cái màu nó rất là tây. Màu này Uyên sẽ mix với lại một cái màu ở bên trong cho mọi người xem, để mọi người biết cái cách mình mix như thế nào. Uyên sẽ mix với lại cái màu Spicy Red hồi nãy nha. Cái màu Spicy Red.
đỏ thuần. Đây, số 03. Đó, xinh hơn liền luôn. Mọi người có biết vì sao mà khi mình mix lúc nào nó cũng đẹp hơn là cái màu thuần không? Tại vì là khi mà mình mix lại á, lúc nào nhìn cái lớp nền ở dưới á, nó cũng sẽ làm cái môi mình nó căng hơn. Và khi mà mình mix lại thì cái màu ở bên trong này nè, nhìn nó sẽ nổi bật lên và nhìn cái môi mình nó sẽ mọng hơn. Đó là Uyên đang mix cái màu hồi nãy là màu số 08 với lại một cái màu Spicy Red số 03. Nó sẽ ra được một cái màu như thế này. Nó hơi mix lại với nhau thì nó hơi pha đỏ đất. Rồi còn một cái màu cuối cùng của son kem. Đó là màu số 10, màu nude brown. Có nhiều người thiệt á, vô nói chuyện giống như mấy thằng khùng vậy á. Làm ơn mấy cái người khùng khùng á, biến ra khỏi livestream của tôi giùm nha. Đàn ông con trai với lại người lớn hết rồi mà sao nói chuyện để cho con gái người ta chửi như vậy, không thấy kỳ hả? À, màu dịu vàng á thì anh sẽ chọn những cái màu nó thiên về tông hồng với lại tông đỏ. Như hồi nãy em có nói là màu số 03 là màu đỏ. Màu đỏ không phải là quá đậm mà nó là màu đỏ pha hồng. Hoặc là màu 08 khi nãy em son là cái màu hồng baby. Thì thường con gái sẽ thích những cái tông màu nó hơi cái kiểu baby dễ thương như vậy hơn. Còn nếu mà bạn gái anh mà cái style nó tây một xíu, hoang dã một xíu, thì mình sẽ chọn những cái màu cái kiểu như thế này. Nó sẽ là những cái màu nude thiên nâu. Đây là cái màu số 10, nude brown. Màu này thì nó cái kiểu tây tây. Rồi tiếp theo luôn, chúng ta sẽ swatch qua son thỏi. Son thỏi thì mình có 5 màu nhưng mà hiện tại thì chỉ còn có 4 màu à, tại vì là cái màu số 02 nó cháy hàng rồi. Minh Đức ở nước ngoài sao mua được, Uyên đâu có ship ở nước ngoài được đâu.
đồng giá hết là 380 nha, cây nào cũng 380, son thỏi hay là son kem tất cả luôn là 380 hết. Bây giờ Uyên sẽ swatch son thỏi cho mọi người xem. Quá số 01 trước nha, Charming Red. Thank you Linh. Đây, màu 601 đây nha. Bây giờ mình sẽ swatch nè. Rồi mọi người cứ nhìn cái ghim của mình nha, để mọi người biết được cái giá của sản phẩm. Đây là màu đỏ, màu Charming Red. Đây, đó. Ok, tiếp theo luôn. Mình sẽ swatch nhanh một chút để cho mọi người xem. Cảm ơn cô Lan nha. Tiếc là cô ở Mỹ chứ không thôi là ở đây là con đã bán cho cô mấy thỏi son này rồi, đẹp cực kỳ luôn. Sắp tới đây, cái màu số 03. Đây là một cái màu mà Uyên cực kỳ thích. Uyên là Uyên bị thích những cái tông màu mà nó kiểu nó nhẹ nhàng Hàn Quốc. Mình không thích những tông đậm cho lắm. Màu đây là màu số 03. Màu số 03 này là Sugar Orange. Rồi bây giờ Uyên sẽ swatch cái màu này cho mọi người xem. Cái màu này là một cái màu cam, cam hồng. Cam hồng. Ôi màu này đẹp quá trời đẹp luôn.
Đó, mới là swatch cái môi dưới thôi đó. Đó, màu cực kỳ đẹp, trời ơi, màu này xinh quá. Màu rất là đẹp luôn nha. Trời, thích cái màu này quá, hồi không muốn bôi luôn á. Màu rất là xinh. Và nếu mà mọi người mọi người mà đánh cái màu này á, thì mọi người có thể mọi người đánh cái má hồng của mình nó màu cam cam một tí thì nhìn nó sẽ xinh hơn nữa. Đó, nó sẽ ra một cái tông nhìn rất là hàn. Rồi, ok, chúng ta sẽ qua màu mới. Mọi người lưu ý là ghi bình luận á, Uyên đã để trên này rồi. Son thỏi và son kem đều đồng giá là 380.000, sản xuất tại Hàn Quốc 100% và là cái thương hiệu lụa. À, thương hiệu này là của Phạm Hương đại diện chứ không phải là những cái thương hiệu mà trôi nổi trên thị trường hay là những cái loại mà không nguồn gốc nha. Đây là thương hiệu của Phạm Hương đại diện, cho nên là mọi người có thể yên tâm về cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Bồ muốn nát cái môi luôn rồi. Đó, bồ muốn nát cái môi để swatch cho mọi người xem thì mọi người phải ủng hộ Uyên nha. Số 3 rồi, bây giờ tới số 4. Số 4, số 5. Số 4 Vanilla Pink. Cứ tưởng là son thỏi là không có đẹp bằng son kem, tại vì bình thường là Uyên thích son kem hơn, tại vì son kem nó mướt hơn son thỏi. Son thỏi thì cái kiểu nó cứ 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 lì lì thế nào á, nhưng mà không không ngờ là cái loại son thỏi này thì nó mướt y như son kem luôn. Không có bị khô khô lì lì mà cái kiểu bột. Dưỡng để trên lầu mất rồi. Bồ muốn banh cái môi luôn rồi. Đây là màu số 04 Vanilla Pink.
mình son nhiều quá, cái môi mình nó không còn ăn son nữa. Nó bị chóc chóc rồi. Cho nên là mọi người khi mà mọi người son nhiều như thế này thì mọi người nhớ chuẩn bị cho mình một cái thỏi thỏi dưỡng nha. Chứ đừng có để như Uyên là nó sẽ bị bong cái môi ra luôn. Thỏi dưỡng thì bên nhà Uyên bán là giá là 160.000 một cây son dưỡng. Hiện tại đang có cái chương trình đó là nếu mà mọi người mua những cái cây son thỏi và son kem này, mua một cây là mọi người sẽ được tặng ngay một thỏi son dưỡng trị giá là 160.000, nhưng mà chỉ có 50 thỏi son dưỡng thôi, cho nên là 50 người sẽ được tặng cái thỏi son dưỡng này. Còn nếu mà mọi người mua chậm trễ chậm chân thì cái son dưỡng này nó sẽ hết hàng quà tặng, thì sẽ ý sẽ không có còn son dưỡng để tặng cho mọi người nữa. Cho nên là mọi người mình nhanh chóng ngay cái lúc này mình mua son kem hay son thỏi thì đều là đồng giá 380.000, rất là đẹp. Nãy giờ Uyên đã squat cho mọi người quá nhiều màu luôn. Tổng cộng cả son kem và cả son thỏi là 15 màu, 10 màu son kem và 5 màu son thỏi. Thì mọi người cũng thể thấy là màu nào cũng đẹp hết, màu nào nhìn cũng rất là xinh, rất là đáng yêu, rất là baby. Thì cái màu hiện tại mà Uyên đang son là cái màu số 04, màu Magic, cái màu 04 của son thỏi là một cái màu pink rất là xinh, là cái màu Uyên đang son trên môi của mình nè. Đây, Vanilla Pink. Đó, mọi người cũng có thể thấy là màu này là một cái màu rất là dễ, rất là hợp, rất là baby, rất là hợp với lại những cái bạn nào mà thích phong cách Hàn Quốc hay là búp bê kiểu Nhật, kiểu Hàn gì đó thì đều có thể son cái màu này. Xinh nha. Đúng rồi. Mọi người inbox cho Uyên nha, để Uyên soạn hàng cho mọi người. Uyên sẽ ship hàng trong nội thành, còn nếu mà mọi người ở tỉnh thì phải chuyển khoản rồi. Cảm ơn bà. Cảm ơn mọi người nhiều. Nếu mà quý mến Uyên thì hãy mua son ủng hộ Uyên nha. Bây giờ Uyên sẽ squat cái màu cuối cùng. Mọi người nhớ inbox cho Uyên, để một chút xíu nữa Uyên sẽ check inbox của mọi người nha. Màu này là màu cuối cùng, là màu số 05, Modern Coral. Thì cái màu này hình như là một cái màu nó hơi là cái dạng màu màu ni, nhưng mà nó theo Yên thì Yên sẽ sử dụng làm cái base sẽ rất là đẹp. Và cái màu này là một cái màu rất là tây.
đây là màu nude, cho nên là những cái bạn nào mà thường mà make up tay á, thì mình sẽ đánh cái màu này, nhưng mà hiện tại Uyên đang make up cái kiểu hàng cho nên là sẽ có thể là nhìn sẽ không có hợp lắm với lại cái màu này, nhưng mà Uyên sẽ mix cho mọi người xem. Đó, mình sẽ mix với lại màu đỏ. Đúng rồi. Khi mà mọi người có một cái lớp màu nude ở dưới thì nhìn cái lồng, khi mà mọi người đánh lồng môi á, nhìn cái màu ở trong nó sẽ rất là nổi. Đúng rồi, màu nào cũng xinh hết. Bây giờ thì Uyên sẽ livestream cho mọi người xem trước như vậy thôi. Nhưng mà ngày mai thì Uyên sẽ chụp hình từng cái màu lại để cho mọi người xem, sẽ thấy là rõ hơn từng cái màu. Đó, đó là cái màu mà Uyên đã mix, cái màu số 05 của Sơn Thỏi và màu số 01 ở bên trong lòng môi, nó sẽ ra được cái màu như thế này. Đó. Cho nên là nếu mà mọi người mua son á, thì Uyên nghĩ là mọi người nên trang bị cho mình khoảng là 2-3 cây, 2-3 màu, để khi mà mình muốn mix cái màu này với màu kia thì mình sẽ dễ dàng mình mix hơn. Còn có thể là mọi người mua một cây thì mọi người sẽ chỉ đánh lên được một cái màu đó thôi, mọi người sẽ không có mix qua lại màu này màu kia được. Bởi vì theo bản thân Uyên á, là Uyên trải nghiệm thì Uyên là người rất là thích mix màu. Uyên sẽ không bao giờ đánh một cái màu đơn sắc, chẳng hạn như một cái màu cam đó không, hoặc là một cái màu hồng đó không, nhìn nó sẽ rất là nhàm chán. Uyên sẽ mix lúc nào cũng phải 2-3 màu trở lên, để nhìn cái môi của mình lúc nào nó cũng sẽ rất là có cái hiệu ứng là ombre, nhìn nó sẽ rất là Hàn Quốc, nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Về cái giá son thì mọi người có thể xem trên cái ghim á, Uyên đã có ghim rồi nha, là 380.000 đồng giá cả son thỏi và son kem. Hung thì đơn giản thôi, nhưng mà hung xong là anh phải mua 100 bộ son thiệt đó nha. Thích màu này. Reddy Candy Red. Một cái màu rất là xinh. Màu này là màu số 8 của son kem. Rất là xinh, nhìn cực kỳ là tươi luôn. Đây là cái màu mà Uyên vừa mới đánh lại cho mọi người xem, một cái màu Uyên rất là thích, đó là màu số 8 của son kem, màu Reddy Candy Red.
Ok, bây giờ thì mọi người có thể đặt hàng trong inbox, mọi người có thể inbox trực tiếp cho Uyên để Uyên sẽ soạn đơn hàng cho mọi người, cũng như là Uyên sẽ xác nhận xem là mọi người có phải đặt cái đơn hàng đó hay không, và cũng như là Uyên sẽ ship chỉ trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn nếu mà những cái bạn nào mà ở tỉnh á, do là Uyên mới mới bán cái son này cho nên là những cái bạn nào ở tỉnh thì vui lòng chuyển khoản giúp Uyên nha. Thì có thể inbox cho Uyên, Uyên sẽ gửi cái số tài khoản cho các bạn chuyển khoản qua. Còn nếu mà ship COD á, thì Uyên chỉ ship cho người quen được thôi. Ok, bây giờ thì nãy giờ là đã squash xong 10 màu son kem và 5 màu son thỏi. Thì Uyên xin nhắc lại là giá của mỗi thỏi là 380.000 đồng giá son kem son thỏi luôn. Cho nên là mọi người nếu mà muốn từ đây đến Noel mình make up nhìn thật là đẹp, thật là tươi tắn á, thì mọi người hãy, quan trọng nhất là son. Tại vì son là cái quan trọng nhất trong, nói chung là tất cả các lớp make up, thì đối với Uyên là son là quan trọng nhất. Ví dụ như một ngày mà mình đi ra đường mà mình chưa có kịp trang điểm kỹ, hoặc là mình chưa có đánh má hồng hay là đánh phấn gì đó, nhưng mà mình nhất định phải có son. Dù mình đi ra đường lúc nào cũng phải có son hết, tại vì không có son là cái mô nó như là xác chết vậy đó. Cho nên là mọi người, nhất là những cái bạn gái, thì hãy lưu ý là son là một cái bước make up rất là quan trọng để nhìn mình tươi tắn hơn, đẹp hơn. Thì màu son nó sẽ quyết định tất cả, và màu son nó cũng sẽ quyết định cái style make up của mình luôn. Cho nên là chỉ cần một cái màu son đẹp thôi là nhìn cả cái lớp make up của mình nó sẽ được tôn lên rất là nhiều. Còn Uyên cũng có bán một số những cái sản phẩm như là cushion, foundation của cái hãng lụa này, và nếu mà mọi người muốn mua thì mọi người có thể inbox Uyên sẽ tư vấn thêm. Hôm nay thì Uyên chỉ squash son thôi, ngày mai hoặc là ngày mốt thì Uyên sẽ cho mọi người xem cái chất cushion má hồng và cái chất foundation, hoặc là cái chất cushion để mình đánh nền. Ok, bây giờ thì Uyên sẽ kết thúc livestream, và mọi người có thể xem lại toàn bộ từ đầu tới cuối để biết được là 15 cái màu son, là 10 màu son kem với lại 5 màu son thỏi nó xinh đến như thế nào. Và mọi người có thể inbox trực tiếp body ship cho Uyên đi ship cho Uyên nha, tại vì giờ đang không có shipper. Chuẩn bị out stream rồi này, cho nên là mọi người có gì thì nói luôn nha. Mình đang tuyển một shipper để ship hàng mỹ phẩm cho mình. Ok. Rồi ok nha, bây giờ thì Uyên sẽ kết thúc livestream và chúc cho mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ và sẽ mua được những cây son thật là đẹp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chào tạm biệt. Ủng hộ Uyên nha, bye bye.